Lần đầu tiên cho phép Salon Luxury Car Hải Dương gửi lời chào tới toàn thể quý vị, quý chị. Và buổi tối ngày hôm nay, Salon em lại về thêm rất nhiều mẫu xe đẹp. Quý anh chị có thể vào kênh của em để tham khảo thêm. Địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Tại đây, Salon em chuyên mua bán trao đổi tất cả những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, chất lượng còn rất là tốt và cam kết bảo hành cho quý vị trong khoảng 1 năm. Bất kỳ lúc nào quý anh chị có thể đi test hãng, kiểm tra phát hiện lỗi đâm đụng tai nạn ngập nước bổ máy bổ số để có thể hoàn tiền lại 100%. Bên Salon em sẽ có trách nhiệm nhận lại xe. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ vào số 0978607555 hoặc số cá nhân của em Phương 0941337888. Tất cả các xe bên em bán ra đều có hỗ trợ chương trình trả góp lên tới 60-70% giá trị xe nếu quý anh chị có nhu cầu. Và không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị chờ đợi, bây giờ em xin phép báo giá một số mẫu xe vừa mới về ngày hôm nay. Nếu thấy thích hoặc là đang quan tâm chiếc xe nào thì anh chị có thể comment bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp cho em vào hai số trên để được tư vấn tốt nhất bên em. Và chiếc đầu tiên hôm nay em xin báo giá một chiếc xe số sàn đời 2020, đẹp xuất sắc luôn. Đây là chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5e số sàn. Xe mới đi có 2.8 vạn, còn đẹp long lanh luôn. Xe màu đen, nội thất bên trong cũng là màu đen. Vios bên em rất là nhiều, toàn xe chất lượng cao thôi, chạy siêu lướt. Và tất cả các xe bên em đang giới thiệu đây đều đã có video chi tiết, nên anh chị nào cần quan tâm nhiều hơn nữa thì bên em sẽ gửi hình ảnh video tới Zalo của quý anh chị để quý anh chị xem được rõ nét hơn. Đây, Toyota Vios số sàn bản 1.5e là bản đủ luôn. Chạy 2.8 vạn, lốp sơ cua còn chưa chạm đất. Toàn bộ 4 vỏ lốp còn theo xe. Đây, nội thất bên trong của chiếc xe rất đẹp luôn. Để được chi tiết rõ nét hơn thì anh chị cứ kết nối vào Zalo hoặc gọi cho em sẽ gửi hình ảnh video cho. Chiếc này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 448 triệu. Đúng là tiền nào của nấy. Một chiếc xe rất đẹp. Đèn rất đẹp luôn. Xe được trang bị màn hình cam lùi, cảm biến sau. Đây, ghế da nguyên bản theo xe, vô lăng củ số rất đẹp. Đây, lốp dự phòng. $448 triệu giá còn thương lượng, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Và chiếc thứ hai cũng là chiếc mới về ngày hôm nay. Một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q, sản xuất 2016. Nguyên bản một dàn lốp theo xe và lốp dự phòng cũng chưa chạm đất bao giờ. Tuy nhiên thì chiếc xe này đã được chủ xe lên độ form rất đẹp.
Đó, đầu xe mặt ca lăng đã lên form của Lexus. Toàn bộ cụm đèn pha đã là được độ nguyên khối. Có đèn LED này, có giải định vị ban ngày. Rồi đèn pha là hai đèn bi. Đèn bi projector, đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q hiện tại bên salon em đang chào bán với mức giá là 835 triệu. Ngày hôm nay thì bên em đã chốt được 5 xe về tay khách hàng. Toyota Camry Q thì nó rất nhiều option rồi, vô lăng điện này, hai ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ hai vị trí. Rồi cả hai hàng ghế sau đều có thể chỉnh điện. Ghế sau chỉnh điện này. Có thể ngả. Đây. Đó, ngả về sau được này. Hệ thống điều khiển trung tâm nằm ở đây. Một chiếc xe chạy 4 vạn rưỡi xịn. Còn rất đẹp. Thảm lót sàn 6D đầy đủ. Rèm che nắng. Kính sau và hai kính lên xuống phía sau. Ở chiếc xe này thì biển gốc ở 88 Vĩnh Phúc, biển 88 Vĩnh Phúc. Bản Q là bản đầy đủ nhất của dòng Toyota Camry. Bây giờ chiếc xe này phiên bản 2022 nhập khẩu Thái Lan thì giá nó loanh quanh khoảng tầm 1,5 tỷ mới lăn bánh. La răng đúc hợp kim 5 chấu. Đó, xe được trang bị đèn nổ thông minh, màn hình cam lùi. Gương khi lùi sẽ cụp xuống để tăng góc quan sát bánh sau. Vô lăng điện. Một chiếc xe phân khúc hạng D. Vô cùng đẹp. Và nhân tiện đang quay về dòng Toyota. Thêm một chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5G số tự động. Nó là bản cao cấp nhất của Toyota Vios. Chiếc này màu cát vàng. Và điều đặc biệt nữa là chiếc xe này cũng mới chạy có 3 vạn rưỡi thôi. Còn rất đẹp. Chiếc Toyota Vios này em đang chào bán với mức giá là 495 triệu có thương lượng. Một chiếc xe màu vàng cát nội thất kem. Đây ạ, nội thất bên trong nguyên bản, ghế da nguyên bản. Đó, vô lăng củ số còn rất là đẹp nhá. Tiền nào của nấy thôi, một chiếc xe mới đi 3 vạn rưỡi thì giá trị của nó sử dụng còn rất là nhiều. Hiện tại Toyota Vios bên em đang có 4 chiếc, 3 chiếc bản G số tự động. Và một chiếc bản E 2020 số sàn. Tiếp theo, một chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5G số tự động màu bạc nội thất kem. Cũng là đời 2018. Tuy nhiên thì chiếc xe này đã đi được 5 vạn rưỡi. Và giá của em nó đang được chào bán với mức giá là 485 triệu. Rẻ hơn chiếc màu vàng cát và 10 triệu. Xe đã được độ lên đèn bi xenon. Cả đèn sương mù cũng đã được độ lên đèn bi. Thương hiệu xe Toyota nói chung thì là option của nó cũng khá là đơn giản, nhưng ngược lại thì xe nó rất là bền, tiết kiệm xăng, điều hòa mát. Cũng rất là nhiều người ưa chuộng những dòng xe như thế này. Nội thất kem. Đây, nhìn những xe nó còn mới còn đẹp.
thì tất cả những tay hõm tapi rồi vô lăng củ số nó rất là đẹp. Và đây tất cả một loạt mẫu xe em dựng bên này là những xe mà khách hàng đã nhận cọc rồi, tạm thời dừng giao dịch. Đây, ở phía dưới và chiếc tiếp theo là một chiếc Kia Cerato đời 2016 màu đen nội thất kem. Chiếc này mới đi hơn 5 vạn cây, lốp theo xe cả dàn. Hiện tại thì chiếc này em đang chào bán với mức giá là 495 triệu, biển gốc thành phố. Tất cả những anh em nào ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh mua chiếc xe này thì gần như giá quá ok rồi, không mất phí chuyển vùng. Ghế lái chỉnh điện nhớ hai vị trí, thảm lót sàn 6D. Chủ xe đã lên màn hình Android. Vô lăng rất đẹp, củ số còn bóng loáng luôn. Đây dàn lốp đát là tuần thứ 9 năm 2016. Chiếc Ford bán tải 3.2 Wintech đời 2016 chạy hơn 7 vạn cây, siêu đẹp siêu mới. Hôm nay đã dừng giao dịch về Hải Dương rồi. Đó, đang đợi rút hồ sơ để khách hàng nhận xe. Thêm một mẫu xe phân khúc hạng B nhập khẩu nguyên chiếc, biển Hà Nội, màu đỏ, nội thất đen. Một chiếc Kia Rio phiên bản hatchback là phiên bản đủ nhất. Chiếc này em đang chào bán với mức giá là 348 triệu, biển Hà Nội. Bản này là bản full option, có cửa sổ trời, có đề nổ thông minh, màn hình cam lùi, rồi la răng hợp kim đúc 17 inch. Chiếc này đi được hơn 7 vạn cây, hiện tại đang có mức giá chào bán là 348 triệu. Tiếp theo là đại diện của một thương hiệu cũng đến từ Nhật Bản, Honda Civic phiên bản 1.5 Turbo bản L, biển Hải Dương, một chủ từ mới, sản xuất năm 2018. Xe này đã lên màn hình Android, cam 360, đèn full LED, cửa sổ trời, la răng hợp kim đúc 17 inch, rất đẹp. Chiếc này đã chạy hơn 5 vạn cây, lốp theo xe, hiện tại đang có mức giá chào bán là 720 triệu, giá còn thương lượng, hỗ trợ banh lên tới 60-70% giá trị xe. Nếu như anh chị nào là tín đồ của những chiếc xe gọi là form dáng thể thao, option đầy đủ thì đến với mẫu xe này, Honda Civic 1.5 Turbo bản L 2018 đang có giá chào bán 720 triệu. Lại là một chiếc xe màu đỏ nữa, bản full option cao nhất. Đây là chiếc Kia Cerato bản 2.0 Premium, sản xuất 2019, biển Hải Dương. Xe đã sử dụng 3 vạn rưỡi. Hiện tại thì chiếc xe này em đang chào bán ra với mức giá là 615 triệu. Hiện tại thì mẫu xe Kia K3 mới, giá lăn bánh nó đâu đó khoảng tầm trên dưới 800 triệu, khá là cao. Nếu như anh chị yêu thích thì có thể là quan tâm đến mẫu xe này. Chỉ có 615 triệu thôi mà anh chị được sở hữu một mẫu xe full option 2.0 bản premium, chạy hơn 3 vạn cây, 615 triệu. Nội thất ghế da hai màu. Em xin phép nhắc lại một lần nữa là tất cả những mẫu xe em đang quay đây đều đã có video chi tiết. Nên là anh chị có nhu cầu xem kỹ hơn, chi tiết hơn, thực tế hơn thì em có thể gửi video chi tiết cho các bạn xem.
Chiếc Hyundai Accent màu đỏ bản đặc biệt sản xuất cuối 2019 này thì chiều nay cũng đã được một khách hàng ở Hải Dương, khách hàng nữ ở Hải Dương cọc ngay và luôn chiều nay rồi. Đây, một số mẫu xe gầm cao hiện tại em đang có đây. Mazda CX-5 màu xanh thiên thanh bản 2.0 sản xuất 2016. Xe đã được trang bị phanh tay điện tử la răng hợp kim đúc 19 inch. Chiếc này hiện tại em đang chào bán với mức giá là 655 triệu có thương lượng. Xe chạy hơn 6 vạn cây. Một mẫu xe cùng phân khúc với Hyundai Tucson, cùng phân khúc với Mitsubishi Outlander. Và đây là một chiếc Mitsubishi Outlander 7 chỗ ngồi. Nó là phiên bản 5+2, sản xuất 2018, xe đi hơn 6 vạn cây, màu trắng nội thất kem. Chiếc này hiện tại em đang chào bán với mức giá là 685 triệu có thương lượng. Dòng Mitsubishi Outlander này thì nó được cái là thương hiệu Nhật, máy bền, khá tiết kiệm nhiên liệu và nó cũng điều hòa của nó rất là mát. Xe đã được trang bị lên màn hình Android, có đề nổ thông minh, màn hình cam lùi theo xe. Hyundai Tucson màu đen nội thất kem. Chiếc này cuối 2019, model 2020, đi 3,5 vạn, form mới. Đó, chiếc này em đang chào bán với mức giá là 758 triệu. Ngày mai bên salon em về tiếp một chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên chiếc đời 2016, màu nâu đồng. Đó, trước đó về đến nhà em nó giá nó khoảng loanh quanh là 730 triệu. Xe mới đi hơn 5 vạn cây, đẹp xuất sắc. Anh em nào đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai nhập thì ngày mai xe sẽ về. Chiếc bên cạnh này là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo tăng áp đời 2018, cũng là màu nâu, màu vàng đồng, nó là màu vàng đồng. Chiếc này em đang chào bán với mức giá là 818 triệu. Hiện tại thì mẫu xe này giá mới của nó khá là cao và hãng còn không có hàng để mà bán ra thị trường. Có lăn bánh thì nó loanh quanh giá khoảng tầm 1 tỷ 250 triệu hiện tại. Mà chiếc xe này đời 2018 bên em đang chào bán với mức giá là 818 triệu. Đó, xe đã đi được hơn 5 vạn cây số. Chiếc Hyundai Tucson đời 2011 chạy 7.000 cây này, bản đặc biệt, khách hàng đã cọc rồi. Chiếc Fortuner máy dầu 2016 khách hàng đã cọc rồi. Nay em sẽ làm một cái video chi tiết quay giới thiệu sơ qua, một cái video ngắn thôi, để cho anh chị nắm bắt được giá xe, rồi một số mẫu xe mới về, giá tiền của nó, rồi là số km sử dụng, để cho anh chị tham khảo qua. Quan tâm sâu hơn nữa về chiếc xe nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em hoặc kết nối Zalo. Em sẽ gửi video chi tiết, hình ảnh chi tiết, báo giá chi tiết để cho anh chị được nắm bắt rõ hơn. Bên em mua bán trao đổi, nên là anh chị có nhu cầu trao đổi xe đẹp không lỗi, chạy ít hoặc bán xe thì vui lòng cứ liên hệ trực tiếp với em qua hai số trên. Bên em sẽ thu mua cho anh chị với giá cao nhất thị trường hiện nay. Và anh chị cứ tham khảo 1-2 salon đi. Nếu như họ trả giá nào rồi thì bên em sẵn sàng trả cao hơn 5-10 triệu một chiếc xe nữa, với điều kiện xe đẹp chạy ít. Bên em thủ tục mua bán rất là nhanh, cho giá vào giá phát là mua luôn, phun tiền luôn. Anh chị vui lòng liên hệ vào hai số 0978607555 hoặc số cá nhân của em là 0941337888 để bán được những chiếc xe của mình với giá cao nhất. Thủ tục nhanh gọn, không phải vòng vo gì cả. Và buổi tối ngày hôm nay em xin phép dừng quay trực tiếp tại đây. Hẹn anh chị vào những video lần sau.
Địa chỉ salon em, salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Và đây là cơ sở duy nhất tại Hải Dương bên salon nhà em.